khó khăn, rõ chắc chắn chuyển sang ông màu đưa cha lấy từ lò kỹ sư màu, đó là cái tên từ máy mà người dân nông thôn Lâm Tây xóa để đồng hiện để lọc quán nuôi để cho ông Đỗ Phú Kim, người có nghị lực phi thường. Đến với internet để thay đổi cuộc đời, bị mù từ năm 4 tuổi nhưng ông quyết tâm không đầu hòn số phận. Sau hơn 5 năm cần mẫn học uy tín, ông đã thành thạo các kỹ năng cơ bản như đánh văn bản, học lũng được chữ Braille và sửa được dụng cụ uy tín máy móc. Nhờ có phần mềm âm thanh dành cho người khiếm thị nên ông Kim đã có thể đặt báo và lướt web dễ dàng, nhận thấy sự cần thiết cho tăng nhu cầu thông tin của trẻ nhỏ ở lò. Ông quyết định mở quán internet đầu tiên và của lò với hơn 20 chiếc máy, hình ảnh ngày ngày từ người già tới trẻ nhỏ ra vào tìm hiểu kiến thức khiến người dân quy thuận phục. Ông kỹ sư mù, ông Trương Văn Lượng, chủ tịch xã, chủ tịch hội người mù Hóp Đề Lộc nhận xét ông Đỗ Kim Phú là người luôn sống với những khó khăn chinh phục, là tấm gương sáng để những anh em cùng cảnh ngộ theo từ những chiếc máy tính đầu tiên của lò.